Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2021 và hôm nay là Chủ nhật tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 1 giờ 14 chiều và trước hết Thuần muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và chúng ta đã bước qua một tuần mới và Thuần nghĩ tuần này sẽ rất là sôi động Tôi là hôm nay không có nhiều thông tin nhưng mà chúng ta có rất nhiều điều Thuần cần phải chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn Và có những cái thông tin có thể giúp đỡ được các bạn trong cái tuần kế tiếp và Trước hết thì các bạn thấy là chúng ta đã kết thúc tháng 1 rồi, ngày hôm nay là ngày 31 tây tháng 1 của năm 2021 này thì đây sôi động và giá cả của Bitcoin đã lên tới cái mức là 42.000 đô. Các bạn cũng đã thấy là giá lên tới mức này là đầu tháng 1, ngày 8 tháng 1 năm 2021 này. Nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy Bitcoin đã có một cái sự điều chỉnh và mãi tới ngày hôm nay cho bạn cũng nên nhớ là Bitcoin từ 42.000 điều chỉnh xuống cái mức thấp nhất có nghĩa là chúng ta nhìn vào ngày 22 mới đây thì chúng ta thấy được là cái sự điều chỉnh chỉ có 31% mà thôi thì như bản có thường là thường có nghĩ là chúng ta bây giờ đã đến đỉnh của đợt này rồi hay chưa thì câu trả lời của thường là thường vẫn chưa nghĩ là như vậy tại vì sao tại vì thường đã chia sẻ rất nhiều những thông tin trong thời gian qua cái sự hứng thú vẫn còn rất là nhiều và chúng ta thực sự chưa thấy cái sự phô mô mạnh đến từ những nhà đầu tư thông thường và những chỉ số bây giờ vẫn chưa cho chúng ta thấy được cái điều đó và chúng ta nói tới một số những thông tin ngày hôm nay Trong đó chúng ta đương nhiên sẽ nói về tình hình của Bitcoin Thứ nhì chúng ta sẽ nói về tình hình của Ethereum và Altcoin Và thứ ba chúng ta sẽ nói tới tình hình liên quan tới XRP Tại sao mà trong vòng 24 giờ qua lại có cái sự phong mạnh như vậy Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới có phải là cái nhóm subreddit Wall Bet, Lại muốn đẩy giá của Silver bạc lên hay là không Và điều này là như thế nào Và tôi nghĩ đây là những thông tin rất là quan trọng mà tôi cần phải chia sẻ với các bạn và trước hết đương nhiên chúng ta sẽ nhìn vào tình hình của Bitcoin tại vì bây giờ các bạn thấy được là xu hướng dài hạn của thị trường vẫn xoay quanh xu hướng của Bitcoin. Bitcoin trong thời gian qua các bạn thấy là thật ra từ cái ngày mà Bitcoin điều chỉnh xuống tới cái mức là 30.000 đô là cái ngày 21 tây và ngày 22 tây đã có một số đợt Bitcoin đã xuống dưới 30.000 đô nhưng mà cuối cùng nó đóng cái nến ngày lại trên 30.000 đô. Cho đến ngày hôm nay thì tình hình của Bitcoin thì cũng khá lạc quan đối với thuận từ đầu năm cho tới bây giờ. Tại vì chúng ta thấy được là mặc dù Bitcoin đã có sự tăng trưởng mạnh từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 nhưng mà cho đến ngày hôm nay tuy đã có cái sự điều chỉnh nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta đã ở cái mức là 28 ngày liên tục. 28 ngày liên tục Bitcoin chưa hề đóng đến ngày dưới 30.000 đô. Đây là một cái sự hỗ trợ giá ở mức 30.000 đô rất là mạnh bây giờ các bạn thấy được là nhiều đợt Bitcoin đã muốn xuống dưới 30.000 đô nhưng mà nó nhanh chóng được mua và đẩy ngược giá trở lên và chúng ta thấy được là Bitcoin ấy, thực sự mà nói là đã đi hàng ngang từ cái phạm vi là ngày 21 tây cho tới bây giờ giá Bitcoin thực ra xoay quanh cái mức là từ từ 30.000 đến 35.000 thì trong thời gian này chúng ta thấy được là rất tốt cho nhiều altcoin trong đó chúng ta đương nhiên có những altcoin lớn như là Ethereum và có nhiều altcoin nhỏ cũng có được cái sự tăng trưởng tại vì Bitcoin đi hàng ngang nhưng mà kế tiếp Bitcoin như thế nào rất là quan trọng tại vì nếu như mà các bạn thấy được là Bitcoin mà đột ngột đi xuống mạnh thì premium cũng khó để qua khỏi cái đỉnh cũ. Các bạn thấy là Temium đã thử đỉnh cũ rất nhiều lần. Chúng ta sẽ nói thêm về Temium một lát nữa. Và ngay cái altcoin cũng vậy. Nếu như bitcoin có dao động mạnh đi xuống mạnh hay đi lên mạnh thì vốn hóa sẽ đi hút về bitcoin một lần nữa và những cái đợt tăng trưởng của altcoin lại phải đình chỉ lại, chờ bitcoin tăng trưởng xong hay là đi xuống xong đi hàng ngang ổn định lại. Kế đó chúng ta mới thấy là những cái altcoin lại có sự tăng trưởng kế tiếp. Cho nên Bitcoin vẫn là một điều rất là quan trọng Và nói tới đây thì tình hình của Bitcoin như thế nào Các bạn thấy là hồi sáng này tôi có chia sẻ những thông tin Ở trên những mạng xã hội đó Một thông tin mà mình nghĩ là các bạn cũng nên lưu ý Và thông tin này là được cập nhật bởi Crypto Khoan Cũng như là thường có một số suy nghĩ cá nhân của mình Thì trước hết các bạn thấy được đó là Crypto Khoan nói Một số những thông tin và có 3 điều các bạn cần phải lưu ý Điều đầu tiên là cái số lượng Bitcoin được bán hầu như không có hồi chấm dứt Có nghĩa là các bạn thấy được, được trong mấy ngày qua hầu như là giá lên một chút thì lại có người xả hàng giá đi lên một chút lại có người xả hàng thậm chí nhiều người nghĩ là chúng ta thấy cái lực bán quá mạnh không có biết khi nào lực bán mới ngưng lại nhưng mà trên thực tế thì cái số bitcoin đưa lên sàn đã bị giảm dần tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin tại sao mà tiếp tục hoàn nghĩ như vậy nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và mỗi một số video đó thường đều có một cái playlist riêng nhưng mà nào mà muốn xem liên tục những cái video trong cái số đó thì cứ bấm vào playlist như các bạn thấy được là chúng ta có playlist của video 936, 935, 934 vân vân Mỗi một số đều có một cái playlist riêng Cho nên các bạn muốn xem liên tục thì bấm vào playlist sẽ tìm thấy cái thông tin này Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội đó Các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin Như là Telegram Channel, Facebook Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng Capital. trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là các bạn sẽ được giảm phí giao dịch và đăng ký và group nhận hỗ trợ khi các bạn sử dụng những dịch vụ này trong đó chúng ta có sàn SnapX, sàn MT, sàn Binance, sàn Bybit, Coinbase và ứng dụng BlockFi ứng dụng mà các bạn có thể là gửi đồng crypto để mà nhận lãi và crypto hoàn ứng dụng mà chúng ta thường hay sử dụng để mà xem tình hình on chain của thị trường như thế nào. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì chỉ cần bấm vào cái link bên dưới. Thứ nhì là các bạn thấy là thùng vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều những thông tin là nhiều người bây giờ vẫn đang đẩy số lượng lớn đồng ổn định lên trên sàn và mới sáng nay thùng đã nhận được thêm hai tin nhắn liên quan đến là crypto hoàn thông báo là lại có thêm nhiều người đẩy những độ ổn định lên trên sàn và thực ra mà nói là trước khi làm video này đã nhận thêm một cái thông tin nữa đây là cái tài liệu liên quan đến cái số đồng ổn định được đẩy lên trên sàn và thứ ba các bạn thấy được là cái số đồng ổn định được đẩy lên trên sàn đó bây giờ đã lên tới gần như là 5 tỷ đô la đây là một con số cực kỳ lớn trong lịch sử và cái số lượng đồng ổn định này đó là một cái mối lo ngại rất lớn thường nghĩ cho những người nào mà muốn đánh xuống tại vì các bạn thấy được là giá bitcoin đi xuống thì không biết xuống đến mức nào nhưng mà tại sao mà nhiều người lại nạp động định lên trên sàn Tôi nghĩ là nhiều người nạp động định lên trên sàn là để chờ đợi cơ hội để mua được bitcoin với cái giá rẻ hơn và như bạn nói là có thể đây là hành động của những cá voi cố tình tạo niềm tin bằng cách là đẩy ổn định lên trên sàn nhưng mà các bạn cần nên nhớ là cái số lượng động định để đẩy trên sàn là đến từ rất là nhiều ví chứ không phải là một ví cho nên cái cơ hội mà được đẩy bằng một nhóm nhỏ đó thực sự là không có nhiều. Các bạn thấy được là cái số lượng ví dùng để đẩy cái số lượng ổn định này lên rất là nhiều. Đến từ nhiều cái ví khác nhau ở khắp nơi. Cho nên tiếp tục hoàn tin tưởng là cái số lượng 5 tỷ này, gần 5 tỷ đô la này đang chờ sẵn để mà mua khi mà Bitcoin đi xuống. Chỉ không biết là họ sẽ mua khi mà Bitcoin rớt tới mức nào. Nhưng mà tiếp tục hoàn thì tin tưởng là cái dùng 33.000 đô sẽ được hỗ trợ thay vì chúng ta nói tới dùng 30.000 đô nhưng mà khiếp tục hoa bây giờ thì lại có lòng tin hơn nghĩ là 33.000 đô được hỗ trợ Thuận thì thận trọng hơn Có nghĩa là Thuận vẫn chưa chắc là 33.000 đô nộp dùng mà chúng ta đã có nhiều dẫn chứng được hỗ trợ Nhưng mà dẫn chứng các bạn thấy được rồi gần đây Là dùng 33.000 đô là dùng đã được hỗ trợ nhiều lần Và chúng ta hy vọng là sẽ tiếp tục được hỗ trợ Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin Tại sao mà crypto khoa này nghĩ như vậy Trước hết các bạn nhìn vào Đây là tài liệu của một sàn nhất mà thôi Đây là tài liệu của sàn Coinbase Pro Và sàn Coinbase Pro đó là một sàn mà chúng ta biết là có rất nhiều cao vôi hoạt động bây giờ Chúng ta thấy được là sàn Coinbase Pro đó có một điều đã xảy ra Các bạn có thấy những cái tài liệu, những cái đường màu đỏ này hay không? Thì các bạn có đã biết được cái đường màu đen bên dưới này đó chính là giá của Bitcoin Và cái đường màu đỏ này đó là tổng số lượng Bitcoin được để vô những cái ví ở trên sàn Coinbase Pro Thì các bạn thấy là hầu như đột ngột chúng ta thấy được là trong vòng 2 tuần qua đó Thì cái số lượng mà được nạp vào đó là từ từ giảm xuống rất là nhiều Cho nên trên thực tế các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin được nạp lên trên sàn Coinbase giảm xuống và thậm chí chúng ta nhìn vào đây là cái số lượng địa chỉ ví đưa Bitcoin lên trên những cái sàn giao dịch đây là thông tin chúng ta nói chung chứ không phải là thông tin chúng ta chỉ nói riêng về một sàn và các bạn thấy được tình trạng tương tự cũng đã xảy ra các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví đẩy Bitcoin lên trên sàn đã, đã từ 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 giảm xuống trong cái thời gian qua chứ không giống như là các bạn thấy được là đầu năm nay chúng ta nhìn vào tài liệu này đây là cái tài liệu bắt đầu là từ ngày 1 tây tới ngày 11 tây các bạn thấy được là có rất là nhiều những cái địa chỉ ví đẩy đồng Bitcoin lên trên sàn nhưng mà gần đây đã giảm một cách rõ rệt. Và chúng ta nhìn vào một thông tin khác nữa các bạn thấy được đây là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra mỗi một ngày. Cái đường màu đỏ này nếu như mà đi lên phía trên á thì có nghĩa là nhiều Bitcoin nạp vào hơn là rút ra nhưng mà ngược lại khi mà đi xuống phía dưới đó có nghĩa là ít Bitcoin nạp vào hơn là rút ra thì các bạn thấy được á, là có một cái hiện tượng gần đây chúng ta thấy được là so với nạp vào và rút ra đó thì các bạn thấy được là cái ngày mà 19 tây, ngày mà 20 tây, 22 tây, 23, 24, 25 rất nhiều ngày trong tuần vừa qua các bạn thấy được là phần lớn là có nhiều Bitcoin nạp vào hơn là rút ra nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là ba ngày qua thì đã có 3 ngày liên tục ngày 27, 28, 29 tây 3 ngày này chúng ta đều có cái số lượng Bitcoin rút ra nhiều hơn là để vào và hai ngày mới đây thì chúng ta lại thấy nhiều Bitcoin nạp vào hình rút ra nhưng mà ít ra các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin nạp vào đó hầu như đã giảm xuống và cái số lượng Bitcoin được bán trong thời gian gần đây đó nhiều người thì có cái sự suy nghĩ là có thể cái dư âm của những người mà đã đẩy mạnh những đồng Bitcoin lên trên sàn cái đây không có lâu, cách đây là đầu của tháng này thì họ thấy giá Bitcoin đi lên và họ có xả thứ tư khiến cho các bạn thấy được là giá cứ không có ngóc đầu lên được nhưng mà tin bây giờ thì crypto khoan thấy được thì cái số lượng bitcoin đưa lên trên sàn đã giảm dần đây là cái kết luận của crypto coin hiện bây giờ và những cái dữ liệu on chain thì ít ra cũng cho chúng ta thấy được một số dẫn chứng đó và chúng ta nhìn vào một thông tin khác nữa là hiện bây giờ là ai đang bán bitcoin thì nhiều bạn cũng có thể là đã biết gần đây chúng ta thấy là những thời đạo bán rất là nhiều chúng ta bây giờ nhìn vào cái đường màu đỏ này đây là cái chỉ số bán của những thời đạo và thường nếu như mà thời đào nào mà bán cái chỉ số mà các bạn thấy được là hơn con số 2 đó Khi mà cái đường màu đỏ này mà hơn con số 2 Nghĩa là cái chỉ số đó cho chúng ta thấy là thời đào đang bán rất là nhiều Và chúng ta nhìn vào tình hình hiện bây giờ thì các bạn đã thấy được là trong thời gian gần đây Có thể nói là bắt đầu từ ngày 24 tây Có nghĩa là trong vòng 7 ngày qua các bạn thấy được là ngày 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 các bạn thấy được là những ngày này chỉ số điều là hơn con số 2 có nghĩa là thợ đào là một trong những đơn vị mà bán rất là nhiều ở thời điểm hiện bây giờ. Nhưng mà các bạn có đã biết là thợ đào thì đương nhiên là không phải là lúc nào cũng có sẵn Bitcoin. Họ chỉ có thể bán như Bitcoin mà họ đào được và cũng như là họ chỉ có thể bán như Bitcoin mà họ đang có trong cái ngân khố lưu trữ của mình. Cho nên tới một cái nào đó thì những thợ đào sẽ không còn nhiều Bitcoin để bán nữa và cái số lượng đào được đó thì sẽ được thu mua bởi nhiều công ty khác. Chúng ta sẽ nói thêm thông tin này một lát nữa.